Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn đến với bản tin cập nhật giá hồ tiêu mới nhất ngày 11 tháng 7 năm 2020 trên kênh Phố Núi TV. Các bạn thân mến, cập nhật lúc 9 giờ sáng nay, tình hình giá tiêu trên thế giới như sau. Giá tiêu trên sàn Kochi của Ấn Độ, kỳ hạn giao ngay đã tăng lên 10,95 rupi trên tạ, mức giao dịch là 33.164,3 rupi trên tạ. Ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2020, giá tiêu đã giảm đi 100 rupi trên tạ, mức giao dịch là 32.650 rupi trên tạ. Giá hạt tiêu trên sàn SMX, Singapore, kỳ hạn giao tháng 9 năm 2020 vẫn giao dịch ở mức 6.500 USD trên tấn. Mức giá không thay đổi trong suốt thời gian dài vừa qua. Về giá hồ tiêu trong nước hôm nay, thưa các bạn, giá tiêu trong nước, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam ngày hôm nay đi ngang và chỉ giảm 500 đồng tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Giá hồ tiêu dao động ở mức từ 47.000 tới 49.500 đồng trên kg. Trong đó, giá tiêu cao nhất tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, thấp nhất tại hai tỉnh Gia Lai và Đồng Nai. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay là 48.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay đi ngang và có mức là 47.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá tiêu hôm nay có mức giá là 48.000 đồng trên kg. Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, giá tiêu đã giảm thêm 500 đồng, hôm nay có giá là 49.500 đồng trên kg. Tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu có mức là 48.500 đồng trên kg. Tại tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay là 47.000 đồng trên kg, đi ngang so với phiên giao dịch trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi thông tin về giá tiêu hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.